Thưa quý vị, trước tình hình liên tục ghi nhận ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch triển khai giám sát, tầm soát cho các chuyên gia, công nhân làm việc tại các công ty xí nghiệp có nguy cơ mắc COVID-19 cao như công nhân từ các tỉnh thành lân cận bùng phát dịch và người dân sống tại khu vực đông người như chợ, khu dân cư để kịp thời thực hiện các biện pháp khoanh chùm, truy vết, xử lý ổ dịch sớm, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm phải được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng gián đoạn đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Thời gian lấy mẫu được thực hiện từ ngày 8 tháng 7 đến 23 tháng 7 tại các khu cụm công nghiệp và các công ty xí nghiệp ngoài khu cụm công nghiệp, đặc biệt là công nhân đi về mỗi ngày giữa Long An, thành phố Hồ Chí Minh tại năm quyền Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đức, Cần Duộc và thành phố Tân An đối với người thuộc các lĩnh vực đông dân cư sẽ triển khai thực hiện sau khi kết thúc đợt lấy mẫu cho người lao động tại các doanh nghiệp. Hiện tại, Long An mỗi ngày có thực hiện xét nghiệm test nhanh với công suất 15.600 mẫu, mỗi ngày có thể lấy được khoảng 120.000-150.000 mẫu. Khi xét nghiệm test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính hoặc nghi ngờ, người được lấy mẫu sẽ được cách đi tạm thời tại khu vực đã được bố trí sẵn và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để được hướng dẫn cách xử trí.